Hello, xin chào anh em Migame đã quay trở lại rồi đây. Sau hai video làm về Five Nights at Freddy's Security Breach, Migame tôi chợt phát hiện ra rằng vẫn còn rất nhiều bí ẩn được ẩn giấu trong tựa game này. Các anh em chắc cũng như tôi, lần đầu tiên chơi bị bọn rối rượt cho xón hết cả ra quần thì tâm trí đâu mà còn tìm tòi bí ẩn này nọ. Sau khi bình tĩnh lại rồi thì mới thấy game còn quá nhiều thứ để khám phá. Nào là sự mất tích của thỏ Bonnie, cho đến những căn phòng bí mật ẩn chứa những thông điệp bí ẩn. Nhìn vào chẳng biết mấy ông làm game có chơi đồ trước khi viết code hay không. Thế nên trong video ngày hôm nay, Migame tôi sẽ cố gắng hết sức để truy lùng và giải mã hết những bí ẩn này để xem chúng có liên hệ gì với câu chuyện của Security Breach hay là những phần game trước đó nhé. Trước khi vào video thì anh em nhớ ấn cái nút subscribe để ủng hộ team Migame nha. Không thôi là cả team bị Vani bắt cóc hết là không còn ai làm video cho anh em xem đấy. Anh em ok không? Ok thì ấn nút đăng ký nhá. Ấn xong rồi thì vào video thôi nào. Ở bên dưới đường cống ngầm của trung tâm Pizzaplex, anh em có thể tìm thấy một căn phòng rùng rợn dán đầy giấy ghi chú do lũ robot bảo vệ để lại. Sở dĩ Migame tôi cho rằng những lời nhắn này là lũ robot viết vì có một số lời nhắn được viết bằng mã nhị phân mà anh em học môn tin học thì biết rồi đấy. Mã nhị phân chính là ngôn ngữ của máy tính, nó chính là ngôn ngữ mà lũ robot dùng để trao đổi với nhau. Nội dung của những lời nhắn này khá là lung tung, từ việc yêu cầu ai bén mảng đến đây hãy rời khỏi ngay lập tức, cho đến bảo họ hãy chạy trốn hoặc kỳ bí hơn là lời tự vấn tại sao lại là tôi. Theo Migame, đây là nơi trú ẩn của những con robot bảo vệ. Việc bị Vani lây nhiễm virus Glitchtrap không chỉ khiến cho chúng trở thành tay sai của cô ta, nó đã vô tình giúp cho lũ robot có khả năng tư duy. Có thể sau khi nhận thức được việc bản thân chỉ là con rối để Vani sai khiến, lũ robot bảo vệ đã tìm đến đây để kết thúc cuộc đời mình. Điều này giải thích vì sao ở nơi này, anh em có thể nhìn thấy vô số chiếc đầu của những con robot này. Cơ mà chưa hết, nơi này còn có thêm một bí ẩn quái dị hơn. Anh em có thể tìm thấy gia đình robot này ở phía trên căn phòng lúc nãy, chỗ chiếc cầu thang dẫn lên lại khu Pizzaplex. Đó là hình ảnh một gia đình robot có 5 thành viên đang quây quần bên nhau và chúng hoàn toàn bất động như thể đây là tác phẩm do ai đó cố tình sắp đặt. Đây không phải là một easter egg thêm vào cho có, bởi nếu nhìn kỹ hơn, anh em sẽ nhận ra lũ robot đang cosplay lại nhân vật vô cùng cộm cán trong series Five Nights at Freddy's. Đó chính là 5 người nhà Afton, cái gia đình đã gây ra biết bao nhiêu thảm kịch cội nguồn của mọi thứ đen tối trong loạt game này. Con robot mặc đồ tím là bà Afton, mẹ của lũ trẻ. Và ngồi cạnh bà không ai khác chính là người chồng William Afton, kẻ phản diện xuyên suốt của tất cả các phần game. Hắn là thủ phạm đã giết lũ trẻ và nhốt linh hồn của chúng vào bên trong những con rối máy, dẫn đến biết bao nhiêu kinh hoàng trong các phần game trước đây. Còn con robot này là Michael Afton, con trai cả của gia đình. Nếu để ý thì anh em có thể thấy, con robot này mặc đồng phục của nhân viên bán pizza Freddy Fazbear để ám chỉ việc anh từng giả dạng thành nhân viên của hàng pizza để vạch trần tội ác của người cha. Ngoài ra, Michael khi xưa đã bắt nạt cậu em út khóc lóc Crying Child và cũng là người vô tình gây ra cái chết cho cậu bé khi cố tình nhét đầu nó vào miệng của Golden Freddy. Thế nên con robot không đầu này chính là Crying Child. Hay đây là Elizabeth Afton, cô em gái là nạn nhân của Circus Baby và ám luôn con rối máy này. Sau khi sống sót tới 6 giờ sáng, Gregory và Freddy đã thành công đi được tới cửa chính. Tại đây anh em sẽ có hai lựa chọn, một mình thoát ra ngoài mà không có Freddy hoặc tiếp tục ở lại Mega Pizzaplex để khám phá các bí ẩn nơi này. Nếu chọn ở lại, anh em có thể khám phá ra true ending của game. Khi đó cậu bé Gregory tìm đường đi xuống tầng sâu nhất của Pizzaplex và phát hiện ra nơi này được xây dựng bên trên một nhà hàng pizza Freddy Fazbear đổ nát. Đây chính là nhà hàng xuất hiện trong tựa game Freddy Fazbear's Pizzeria Simulator hay FNAF6. Chờ đợi anh em chính là màn đánh boss với con chùm Springtrap, giờ được gọi là Burn Trap vì toàn bộ cơ thể của nó đã bị thiêu cháy. Theo phần 3 tiết lộ, năm 1993, Afton lẻn vào tòa nhà cửa hàng để tháo rời các robot hình thú bị ám bởi 5 nạn nhân đầu của mình. Điều này khiến lũ rối đuổi theo báo thù. Afton trốn vào bên trong con rối máy Spring Bonnie và bị mảnh thiết bị bên trong bộ đồ cũng bật ra và chặt chết. Linh hồn của Afton ám vào bộ trang phục Spring Bonnie và biến thành Springtrap đi săn các bảo vệ ca đêm tại cửa hàng mới. Đến phần FNAF6, có con trai Michael Afton đã lùa Springtrap vào bên trong nhà hàng và đốt trụi nơi này. Con rối máy chùm cuối mà anh em thấy trong Security Breach chính là những gì còn sót lại của Afton sau vụ hỏa hoạn. Ngoài ra, còn có một phiên bản khác của William Afton, theo đó bảng mạch cũ còn sót lại của con Springtrap được các lập trình viên của Fazbear Entertainment scan vào tựa game Freddy Fazbear Virtual Experience và nó biến thành một con virus máy tính mà linh hồn của Afton tên là Glitchtrap. Chính nó đã sai khiến Vani biến cô trở thành tay sai để hắn có thể tìm đường quay trở lại thế giới thật. Vani đã giúp cho Glitchtrap lây nhiễm toàn bộ những con rối máy trong Security Breach. Quay lại tựa game thì ở tại nhà hàng thì anh em còn tìm được một con rối máy bùi nhùi kết hợp từ vô số những con rối máy khác, nó được gọi là Blob. Chuyện là khi xưa, Michael không chỉ thiêu cháy một mình Springtrap mà cậu còn tiêu diệt được cả Circus Baby, Molten Freddy và The Puppet cũng như là tất cả những con rối máy khác trong vụ hỏa hoạn nữa. Cơ thể của chúng sau khi bị thiêu cháy đã kết hợp lại với nhau, tạo thành Blob siêu to khổng lồ. Sau khi phát hiện ra Gregory và Freddy lọt xuống hầm, Burntrap đã bắt đầu ra sức thao túng Freddy, có thể là để chiếm lấy cơ thể còn tốt của con robot này hoặc đơn giản là chiếm lấy kẻ cuối cùng còn nằm ngoài tầm kiểm soát của mình. Tuy nhiên, hắn đã vấp phải sự cản trở của Gregory và sau đó suýt bị thiêu chết một lần nữa. The Blob đã xuất hiện và túm lấy Burntrap bằng một xúc tu rồi kéo hắn đi đến một nơi nào đó không rõ.
là một khu giải trí dành cho mọi lứa tuổi. Trong trung tâm Pizzaplex có rất nhiều máy chơi game thùng. Tuy nhiên, hầu hết chúng là để trang trí cho đẹp. Duy nhất chỉ có máy game là có thể chơi được, đó là Princess Quest. Princess Quest xuất hiện lần đầu trong tựa game FNAF Help Wanted. Tuy nhiên, đó chỉ là phiên bản đầu tiên. Trong Security Breach mang đến tiếp phần 2 và phần 3, nếu tìm thấy cả 3 máy game thùng, đồng thời phá đảo luôn Princess Quest 1-2-3, anh em sẽ mở khóa được một good ending khác của Security Breach. Lưu ý là phải theo đúng thứ tự 1-2-3 nhé. Câu chuyện của Princess Quest xoay quanh hành trình một cô công chúa tự giải cứu bản thân khỏi một thực thể tà ác. Ban đầu, anh em sẽ thấy nó khá là lạc quẻ, nhưng đến khi chơi phần 3 thì mọi thứ dần rõ ràng hơn. Cô công chúa đại diện cho tiềm thức của Vanny khi cô đang cố chống trả lại sự kiểm soát của thực thể tà ác, không ai khác chính là Glitchtrap William Afton, The Purple Guy. Thế nên chướng ngại cuối cùng trong game chính là cánh cửa với con chip kiểm soát này, đây chính là lối thoát mà chúng ta cần giúp Vanny đi đến. Sau khi phá đảo thành công và sống sót tới 6 giờ sáng thì ngoài lựa chọn ở lại hoặc rời đi, anh em còn có thêm một lựa chọn nữa là Vanny. Lúc này thì anh em chọn Vanny để lấy được good ending nhé. Theo đó, sau khi hoàn thành tựa game, Gregory phát hiện ra lũ robot bảo vệ đã bị tê liệt hoàn toàn, còn bộ trang phục Vanny thì lại nằm trên mặt đất. Gregory chạy đến lối ra thì thấy Vanny đã đợi cậu từ lâu. Tuy nhiên giờ cô đã là một con người hoàn toàn bình thường, không còn bị nhân cách sát nhân thỏ biến thái chi phối nữa. Tựa game kết thúc với hình ảnh Gregory, Freddy và Vanny ngồi ăn kem hạnh phúc trên một ngọn đồi đầy nắng. Ending này cũng một lần nữa khẳng định Vanny và Vanessa là hai người hoàn toàn khác nhau. Họ có thể là hai chị em, một người làm bảo vệ ca đêm, một người thì cố gắng đột nhập để điều khiển lũ rối. Nhờ có cậu bé Gregory, Vanny đã không còn bị Glitchtrap chi phối nữa. Còn về phần Vanessa thì có lẽ cô đang bận dọn dẹp đống bừa bộn cho Vanny và Gregory để lại trong Pizzaplex. Nhắc tới Glitchtrap thì trong game còn có một Easter egg bí ẩn liên quan đến tay trùm phản diện này, đó chính là căn phòng bí mật của con rối máy Sun and Moon. Trong trung tâm Pizzaplex, Sun được giao phụ trách khu vực chăm sóc các em nhỏ lứa tuổi mẫu giáo được phụ huynh gửi vào để vui chơi, trong khi người lớn đi mua sắm, vui chơi hoặc làm những việc khác. Khu vực này được thiết kế như một trường mẫu giáo khép kín dành cho các em nhỏ tung hoành. Ở đoạn đầu game, khi Gregory bước vào khu giữ trẻ, cậu sẽ được chào đón bởi con rối máy Sun khi nó nhảy từ một bậc thềm tít trên cao. Nếu để ý thì anh em sẽ nhận ra sau lưng nó là một căn phòng. Vậy thì làm thế nào để chúng ta lên được căn phòng đó? Lối vào thực tế nó nằm sau bức poster phim hải tặc này, anh em có thể dễ dàng tìm thấy nó trong khu rạp chiếu phim. Tuy nhiên, để mở cánh cửa ra, anh em cần phải làm khá việc đấy. Đầu tiên là phải lấy cho được chiếc máy chụp hình cái đã. Sau đó anh em cần đi chụp lại poster riêng của tất cả các thành viên trong thủy thủ đoàn. Muốn biết poster nào đúng thì nếu anh em chụp xong mà mắt của nó phát sáng là đúng nhá. Các poster này bao gồm hải tặc Foxy, hải tặc Bonnie, tiên cá Chica và hải tặc Freddy. Khi đó, mắt của từng nhân vật trên tấm poster cũng sẽ phát sáng và anh em có thể mở cửa đi vào căn phòng bên trong. Đây có thể tạm gọi là phòng chứa bí mật của Sun. Nơi này nói chung nhìn khá là ghê, đồ đạc thì bừa bộn khắp nơi, nhiều khả năng ngoài Sun ra thì đã có ai khác từng ở đây và người đó rất có thể là một đứa trẻ. Với vô số đồ chơi, một cái giường ngủ bé tí, tranh vẽ nguệch ngoạc trên tường, phải chăng vì quá cô đơn nên Sun đã quyết định quát những đứa trẻ về đây để bầu bạn? Nếu hoàn toàn có thể là do Moon sai khiến, Moon không phải là một con rối máy khác mà thực chất là một nhân cách độc ác tồn tại bên trong Sun. Trong căn phòng này còn có một máy game thùng với cách chơi khá giống Flappy Bird. Tuy nhiên, càng chơi, màn hình game sẽ càng chớp tắt, lỗi game xuất hiện khắp nơi. Nó cho thấy Glitchtrap đã xâm nhập vào từng ngóc ngách của Pizzaplex, không nơi nào thoát khỏi sự kiểm soát của hắn cả. Có một điều khá thú vị là Sun và Moon bị ám ảnh bởi sự gọn gàng ngăn nắp. Ngay khi anh em làm đổ những cái hộp, Sun ngay lập tức bắt tay và dọn dẹp. Đó là chức năng đặc biệt thích hợp cho việc trông các em bé tuổi mẫu giáo, vốn chỉ làm bạn với các đồ chơi và hay khám phá quăng ném các món đồ. Tuy nhiên đó chỉ là bên ngoài, bản thân thích gọn đẹp như Sun lại không chịu dọn phòng của chính mình mà lại sống trong một căn phòng cực kỳ bừa bộn bẩn thỉu. Sao nghe giống bị game tồi thế không biết. Nhắc tới căn phòng bí mật thì trong game vẫn còn thêm một căn phòng bí mật khác. Ở khu vực mà anh em đụng độ với con cá sấu Monty lần đầu, nếu tiếp tục đi thẳng, anh em sẽ tìm được một lối đi bí mật. Cuối đường có vẻ là ngõ cụt nhưng nếu lấy chiếc máy ảnh ra và chụp lại bức tường, cửa sẽ mở ra và dẫn anh em đến một căn phòng khá là thú vị. Đây chính là căn phòng từng xuất hiện trong Sister Location, nơi Michael Afton ngồi xem TV. Lần này TV không chiếu phim drama mà lại chiếu phim hoạt hình về Fazbear Pizza. Nhìn lên tường, anh em sẽ phát hiện ra một loạt ký hiệu kỳ lạ, chả biết cái ý nghĩa gì. Thật ra lời giải của anh em nằm trong bên trong bộ phim hoạt hình kia. Nếu xem kỹ bộ phim hoạt hình thì anh em sẽ phát hiện ra thỉnh thoảng chú bị nhiễu, ở đâu ra tự nhiên hình ảnh lũ rối máy xuất hiện kèm theo một vài ký tự vô nghĩa. Một YouTuber nước ngoài tên là Dorko đã dùng mật mã chuồng heo để giải mã cái đống ký tự loằng ngoằng này. Anh em không nghe lầm đâu, có một loại mật mã tên là chuồng heo thật nha. Ông nói gì mi game tôi cũng không hiểu lắm nhưng mà đại khái thông điệp sau khi giải mã có nội dung như sau. Câu cú sau khi giải mã của nó khá là lủng củng tối nghĩa, như thể không phải do con người viết ra vậy. Cơ mà biết đâu lại thế thật, đây hoàn toàn có thể là lời nhắn do lũ rối máy này để lại. Đại khái chúng có ý chí riêng, nhận thức được bản thân và đang bị điều khiển bởi Glitchtrap. Tuy phải tuân lệnh và không thể phản kháng, chúng biết Gregory đang tìm cách giúp đỡ chúng. Nếu thành công, cô bé sẽ giải thoát được cho chúng. Có một mini game khá thú vị trong Security Breach là khu vực đánh góp của cá sấu Monty.
Mỗi màn chơi trong này được lấy cảm hứng từ những phần game hoặc một vài phân cảnh kinh điển của những phần game trước đó, như là ban nhạc trong FNAF 1 này, rồi con búp bê Circus Baby nữa. Tuy nhiên, đến hố góc thứ 9 thì chúng ta thấy cá sấu Monty đang thay thế vị trí guitar chính của Freddy trong ban nhạc. Mi game tôi lờ mờ đoán rằng có một chút drama đấu đá nhau giữa các thành viên trong ban nhạc. Cá sấu Monty từ lâu đã làm lè vị trí trưởng nhóm của Freddy, nên khi con gấu bị mang đi bảo trì, con cá sấu đã chiếm ngay vị trí. Bên cạnh đó, ở hố thứ 8, chúng ta có thể thấy trang trí sinh nhật lần thứ 55, đây chắc chắn là sinh nhật 55 tuổi của thương hiệu pizza Freddy Fazbear. Đồng thời cũng xác nhận rằng tựa game diễn ra vào năm 2038, tức là 55 năm sau khi William Afton mở cửa hàng pizza đầu tiên vào năm 1983. Một trong những câu hỏi lớn nhất khi tựa game Security Breach được công bố là thỏ Bonnie đang ở đâu, tại sao trong ban nhạc lại không có chú thỏ xuất hiện? Theo đó, khi Gregory nói rằng cậu bị một người mặc đồ thỏ đuổi theo, Freddy phủ nhận rằng ở Pizza Plex không hề có con thỏ nào, bây giờ thì không. Điều này chứng tỏ trước kia thỏ Bonnie đã từng là một thành viên trong ban nhạc. Tới poster của Bonnie vẫn còn ở đó cơ mà, nhưng mà chúng đều bị đem đi xếp xó. Đó là do lũ trẻ cứ hỏi thỏ Bonnie ở đâu, vì bên cạnh Freddy, đây là một trong nhân vật được yêu thích nhất. Vậy thì tại sao thỏ Bonnie lại bị cho ngừng hoạt động? Tại sao người ta lại mang đi tiêu hủy một thành viên vô cùng được yêu thích trong ban nhạc? Thực tế, Bonnie bị mất tích chứ không phải bị hư hỏng dẫn đến ngừng hoạt động. Dựa theo báo cáo an ninh, lần cuối cùng mà người ta nhìn thấy thỏ Bonnie là ở sân golf của Monty. Thế nên, đây nhiều khả năng lại là một âm mưu nữa của con cá sấu Monty, bởi trước khi Freddy bị hỏng thì vị trí hiện tại mà Monty đang nắm giữ trong ban nhạc chính là Bonnie của ngày xưa. Phải chăng con cá sấu đã dụ con thỏ đến sân golf và úp sọt để chiếm lấy vị trí trong ban nhạc? Và nếu đúng vậy thật thì con cá sấu đang âm mưu thực hiện mưu đồ này một lần nữa với Freddy. Ok, và đó cũng là phân tích của Mi Game tôi về các bí ẩn và Easter egg thú vị trong tựa game Five Nights at Freddy's Security Breach. Nếu thấy hay ho thú vị thì nhớ like, share video này và nút subscribe đăng ký cho Mi Game tôi nhé. Bây giờ trước khi hết video, tiết mục bình luận để được lên TV đã quay trở lại rồi đây. Bạn Hiền Trần hỏi, anh mê game có giàu không? Đầu tiên thì tên tôi là Mi Game nha bạn ơi, chứ không phải mê game đâu, tôi chơi game điều độ chứ có mê đâu. Và thứ hai là Mi Game tôi giàu lắm, cực kỳ giàu luôn, nhưng mà là giàu tình cảm, chứ giàu kiểu kia thì tôi chịu. Bạn Thu Huyền hỏi, công chúa Mi Game ơi, tại sao khi em xem phim về Afton Family thì lại có người ta nói là nhà Afton có những 4 đứa cơ, anh cả không phải là Michael mà là Terence. Thế là thế nào? Và Terence là ai ạ? Sau khi xem video này xong, bạn có thể chắc chắn 100% rằng nhà Afton không có ai tên là Terence nhé. Anh em muốn bình luận hoặc là meme của mình đã lên TV thì hãy bình luận hoặc là chế meme cho bạn vào để đăng vào group xạo lìn của Mi Game nhé. Hôm nay tới đây thôi, Mi Game sẽ lên video mới vào 18 giờ thứ 2, 4, 6 mỗi tuần. Riêng thứ 7 là dành riêng cho phim kinh dị. Bây giờ thì chào tạm biệt và hẹn gặp lại mấy anh em ở những video tiếp theo.